Việt Nam đang cai bảng B của AFF Suzuki Cup 2010 với tư cách là nhà đương kim vô địch. Thầy trò huấn luyện Calisto đã làm nức lòng người hâm mộ bằng thắng lợi tưng bừng 7-1 trước đội tuyển Myanmar. Nhưng niềm vui này nhanh chóng trở thành nỗi lo khi đội tuyển của chúng ta thất bại 0-2 trước đội tuyển Philippines ở lượt trận thứ hai. Tuy nhiên, sau cú ngã này, đội tuyển Việt Nam đã đứng dậy rất nhanh với chiến thắng nghẹt thở trước Singapore để góp mặt ở bán kết. Đáng tiếc là vòng đấu này, chúng ta lại để thua đội tuyển Malaysia 0-2 sau hai lượt trận. Thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2010 cũng chấm dứt triều đại Calisto khi huấn luyện viên người Bồ Đào Nha tuyên bố từ chức. Tại AFF Suzuki Cup năm đó, đội tuyển Malaysia đã trở thành chủ nhân mới của chiếc vô địch sau khi vượt qua đội tuyển Indonesia sau hai lượt trận chung kết.